Kim Thúy xin được đại diện cho tất cả các cháu ở đây, các con, các cháu, để nói lời chào mừng đến tất cả mọi người đang theo dõi cái livestream của gia đình Kim Thúy trong cái dịp Father's Day, ngày của cha. Nhưng mà cũng là một có những ý chỉ rất là quan trọng mà đặc biệt mà Kim Thúy và gia đình muốn dùng những cái giây phút này ca lên Chúa những bài hát để ca tụng Ngài, cảm ơn Thiên Chúa đã ban cho gia đình chúng con được bình an, được những ơn lành trong một năm qua. Thứ nhất là chúng con đã được khỏe mạnh và ngồi ở tại nơi đây trong ngày hôm nay. Thứ hai là ngày hôm nay là ngày đặc biệt, ngày ông ngoại, ông nội và là ba của chúng con được về với Chúa đúng một năm, 19 tháng 6 2020, và hôm nay 19 tháng 6 2021. Chúng con muốn lợi dụng cái giây phút này để dâng lên Chúa những lời ca tiếng hát đơn sơ, chân thành, và tiếng đàn rất là đơn sơ của các cháu mà khi ông còn sống ông rất là thích. Giây phút này đây chúng con sẽ hát đàn cho ông nghe, và nhiều nhiều ý tưởng khác để chúng con có thể tạ ơn. Đó là tạ ơn Thiên Chúa đã cho Yvan ra trường. Yvan đâu? Yvan giơ tay nào. Hands up. Yes. Emily, Yvan đã ra trường đại học 4 năm. Một niềm vui chúng ta có thể tạ ơn trong ngày hôm nay nữa, đó là Thúy và Châu 29 năm anniversary đám cưới, cũng như là ngày đặc biệt là ngày gì? Đố Tú biết ngày hôm nay là gì? Father's Day. Là ngày của những ai? Ba. Những người ba. Tú có ba không? Dạ. Yeah. Ba của Tú làm sao? Tú nghĩ sao về ba? Nice work, hard worker. Tú thương ba không? Yes. Tú thương ba không? Yes. Thương nhiều không? Yes. Dạ chứ. Rồi có nhiều ý tưởng và sinh nhật, mừng sinh nhật những người trong tháng 6. Nói chung ngày hôm nay cái giây phút này Kim Thúy muốn được gửi lời chào đến tất cả mọi người, và chúng ta sẽ bắt đầu vô trong và vào chương trình. Không biết là mọi người đã vào chưa, đại diện ở bên Việt Nam. Rồi bây giờ những bài hát mà Kim Thúy chọn ra cho các cháu chơi ngày hôm nay và cùng hát, chơi đàn cũng như là cùng hát với Kim Thúy, là những bài hát nó xoay quanh chủ đề tạ ơn và cầu xin cho, cầu nguyện cho ông ngoại. Vâng, các anh chị của nhà Kim Thúy đang ở Việt Nam cũng đã vào trong livestream để lắng nghe cái buổi ca nguyện này. Rất là đơn sơ thôi, các cháu cũng không có tập trước quá nhiều, cho nên là tất cả chỉ ở nơi cái trái tim để mà dâng lên cho người cha, người ông, và mừng đến tất cả những người đang làm cha ở ngoài đó nhé. Happy Father's Day. Bài hát đầu tiên chúng ta sẽ gửi đến mọi người, đó là bài hát Nguồn Ánh Sáng. Trước khi hát, we all say Happy Father's Day. 2, 3. Happy Father's Day. Sing louder. 2, 3. Happy Father's Day. Here we go. Đúng rồi. Mình chúc mừng ngày của cha, mình phải nói cho lớn chứ. Nói vậy nhiều ông bố lỗ tai già rồi, đâu có nghe thấy rõ nữa đâu. Ba Thiện nghe không có rõ, phải không? Cho nên Tú phải nói lớn lên. Ngày hôm nay thì Kim Thúy và MC Bảo Tú sẽ phụ với Kim Thúy để làm chương trình ngày hôm nay. Bây giờ Tú sẽ giới thiệu dùm cho bác Thúy cái bài hát đầu tiên của mình nhé. Bài hát này để gửi đến cho ông nội. Ông nội đã về với Chúa rồi, nhưng mà Chúa dẫn đưa đường ông nội để ông nội về bên đó được nghỉ ngơi. Chết không phải là hết con, chỉ là thay đổi chỗ ở thôi. Con biết không? Cho nên bây giờ ngày hôm nay mình cầu nguyện cho ông nội nha. Bây giờ con đọc cho bác Thúy nghe coi cái tựa đề. Con nói là xin mời quý vị nghe bài hát của ai đây nè? Của Linh Mục. Linh Mục. Okay. Bây giờ con nói đi. Xin mời quý xin vị. Mời... Nói lớn lên. Xin mọi người nghe bài hát. Nghe bài hát Nguồn Ánh Sáng, Linh Mục Mi Trầm. Đúng rồi. Xin mời mọi người một tràng pháo tay cho MC Bảo Tú với Nguồn Ánh Sáng và Linh Mục Mi Trầm với dàn nhạc rất là bình dân của chúng em. Vâng. Ready?
về nhà cha. Lạy Chúa nguồn sức sống, nguồn hạnh phúc, đoàn chúng con tin về nhà cha. Tin về nhà cha. Chúa dẫn lối đưa đường về nơi chan hòa ánh sáng. Trong âm u cuộc đời, Ngài là ngọn đuốc sáng ngời. Lạy Chúa nguồn ánh sáng soi đường, đoàn chúng con tiến về nhà cha. Lạy Chúa nguồn sức sống, nguồn hạnh phúc, đoàn chúng con tiến về nhà cha. Tiến về nhà cha. Chúa đôi mây diệu kỳ, trần gian đâm chồi công lý. Nơi giao tranh lệ nhòa, Ngài tận diệt mối bất hòa. Lạy Chúa nguồn ánh sáng soi đường, đoàn chúng con tiến về nhà cha. Lạy Chúa nguồn sức sống, nguồn hạnh phúc, đoàn chúng con tiến về nhà cha. Đêm đêm người ơi vui đời thương mến, mau quên đi muộn phiền, cuộc đời hạnh phúc vững bền. Lạy Chúa nguồn ánh sáng soi đường, đoàn chúng con tiến về nhà cha. Lạy Chúa nguồn sức sống, nguồn hạnh phúc, đoàn chúng con tiến về nhà cha. Tiến về nhà cha. Vâng, xin cảm ơn mọi người với những xin thả những trái tim để động viên cho các đàn sĩ của chúng em. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài thứ hai nhé. Bài thứ hai của Tú muốn bài hát bài gì nào? Tú phải nói lớn lên cơ. Nãy Tú còn nó còn nhỏ quá. Tú muốn hát bài gì? Cầu cho cha mẹ. Cầu cho cha mẹ của tác giả nào đây? Francisco. Của Francisco. Tú biết bài cầu cho cha mẹ này để làm gì không? Mình hát để mình tặng ai không? Con biết không? Cha mẹ. Trong đó có ai? Ngày hôm nay là ngày gì đó? Nãy bác Thúy nói con á. Ngày hôm nay ngày gì nào? Bố. Ngày của bố. Rồi mình tặng cho bố nào? Ba nào? Bà Thiện. Bà Thiện với ai ngoài kia nữa? Và bác Châu. Bác Châu là gì của con à? Godfather. Là bố đỡ đầu nữa phải không? Yeah. Là bác con và cũng là bố đỡ đầu. Cái này là không có soạn trước nha. Hỏi là nói như phỏng vấn vậy đó. Cho nên là Tú thì Tú đọc tiếng Việt rất là giỏi. Mà Tú thì Tú ngại thôi. Tú mắc cỡ. Nhưng mà thôi, ngay lúc này đây bây giờ mình tặng bài này. Và các con ở dưới nữa, chúng ta sẽ cùng hát nhá. Một mình chỉ vi đàn thôi. Rồi We All Sing. Bài hát này để tặng cho những người cha. Trước hết là ông ngoại, ông nội, những người cha đã khuất, những người cha không còn ở trên đời này. Nhưng chúng ta luôn luôn vẫn phải nhớ đến bằng cách gì con biết không? Love. Mình phải cầu. Cầu xin. Cầu nguyện. Cầu nguyện với lại xin gì? Mình đi lễ. Phải không? Mình phải đi lễ, mình cầu nguyện cho những linh hồn, những người đã khuất, để cho họ mau được hưởng nham thánh Chúa, được lên thiên đàng rồi phù hộ lại cho chúng mình. Đúng không con? Và cũng cầu nguyện cho tất cả những người cha đang còn sống. Trong đó người mà Kim Thúy nghĩ là gương mẫu nhất, đó là người chồng, người cha của sắp nhỏ. Đó là anh Châu. Cảm ơn anh đã là ba của tụi nhỏ. Xin Chúa chúc lành cho anh. Và một lần nữa xin Chúa chúc lành cho tất cả những người cha đang lắng nghe, hay những người cha của tất cả mọi gia đình. Xin Chúa chúc lành và xin Chúa ban muôn hồng ân, cũng như để cho các anh luôn luôn là cái nơi nương tựa cho gia đình, cho vợ, cho con, và là một gương sáng để cho chúng các con noi theo. Bài hát Cầu cho cha mẹ của Francisco xin được bắt đầu với tất cả các cháu ở đây hợp ca với tiếng đàn của Evie.
Ready? Xin Chúa yêu chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con xin đến trong đời an vui như có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời. Nhẹ khổ đau xin cho cha mẹ con thăm mọi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan, an vui cũng như đau buồn luôn đem tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, hỡi đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ, vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình son Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con. Một tràng pháo tay cho tất cả chúng ta. Thank you, thank you. Yes. Em nghĩ anh Châu ơi, anh phải bỏ cái mic này qua bên này cho các cháu lúc mà nó hát thì mới nghe được. Giống như lần trước á, mình thiếu một cái mic cho dàn stream. Ở đây chứ. Oh, sorry, nãy giờ thì em thấy. Em cảm thấy mỗi mình em solo à. Cho nên muốn cho các bạn gì đó phải hát cho lớn lên nha. Tại vì má không có phải muốn là người ngày hôm nay là ngày của các con hát cho ba nhá. Cô Trà Lê nói hay quá chị ơi. Anh Hùng Nguyễn nói chúc mừng cả đoàn hát hay quá. Chị Phương Nhi nói hay quá Kim Thúy và các cháu, cảm ơn các anh chị. Phạm Minh nói ơn cha như núi cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Đúng vậy, những người cha nhìn mặt thì có vẻ là nghiêm nghị, nhưng mà thật sự chỉ có dơ cao rồi đánh khẽ. Mỗi lần mà thấy con bị mẹ đánh, mẹ mà mắng mẹ la thì bố cũng đau xót. Thường thường bố Châu á, là mỗi lần mà Kim Thúy dạy bảo các cháu á, là cho quỳ nhá. Cho quỳ thì bố Châu đi làm về thì bố Châu nhìn vào, bố Châu bảo ôi ôi thôi bà không dám đâu, cái đó phải hỏi má. Tụi nó thì cứ liếc Y Vi, Y Vân, Bảo Hoàng thì cứ liếc ba. Sao cầu cứu với ba vậy, giống như là cầu cứu với ông Thánh Giuse vậy, hay là Đức Mẹ vậy. Nhưng mà hình như là phải có một người để đóng vai thiên thần và một người đóng vai giữ, thì Kim Thúy thường thường là phải đóng vai giữ, mặc dù là nhìn hiền hiền vậy, nhưng mà tại vì bố Châu hiền quá, bố Châu ngọt lắm cơ, cho nên là phải có như thế thì các cháu nó mới ngoan được. Chị Thủy nói là chị hướng dẫn các bé dễ thương quá. Vâng, và bây giờ trước khi mà chúng ta vào tiếp tục chương trình, nãy giờ Kim Thúy chưa có giới thiệu với mọi người những ai ở trong cái livestream này, dàn nhạc ở dưới này. Đừng nghĩ là Thúy có bằng này đứa là 1, 2, 3 7 đứa con đâu nha, không phải đâu. Kim Thúy chỉ có 3 cháu. Thứ nhất là Ivy, cháu lớn. Ivy giơ tay chào con. Rồi đến Bảo Hoàng. Bảo Hoàng ơi, con giơ tay chào mọi người. Rồi đến Ivan. Yes. Và 3 người còn lại là 3 người con của em trai của Thúy, đó là Bảo Thiện và Thảo.
cũng như lần trước ở trong livestream. Anh lớn là Bảo Toàn thì đi tu rồi, cho nên đang ở bên Ý. Xin mọi người cầu nguyện tiếp tục. Cháu đã đi được 4 năm rồi đó. Và người thứ hai đây là Bảo Tiến. Bảo Tiến giơ tay đi con. Yes. Violin đó. Và người kế đếm đó là Bảo Tâm. Yes. Rồi đến Aileen. Aileen ơi. Đó, Aileen phải kéo xích qua bên này. Aileen xích qua bên này, mọi người mới nhìn thấy con. Đúng rồi, căng thẳng lưng lên. Đó, Aileen rất là dễ thương. Aileen và Bảo Hoàng là cùng tuổi với nhau. Và Bảo Toàn với Yvonne thì cùng tuổi với nhau. Và người út ít này nhưng mà rất là quan trọng của Kim Thúy và trong ban nhạc này là cái rốn của ban nhạc đấy. Đó là Bảo Tú. Con nói con xin chào quý vị đi, con nói lớn này. Con xin chào quý vị. Chúc quý vị một ngày thật vui. Nói đi. Xin chúc quý vị một ngày thật vui. Tràn đầy ơn Chúa. Happy Father's Day. Giỏi quá. Tú phải nhìn lên trên này tú cười kìa. Đó. Tú đẹp trai vậy, tú phải nhìn lên Bắc Châu kìa. Bắc Châu là người ở ngoài kia thì Kim Thúy có anh Châu, có Bảo Thiện, có thêm hai vị khách mà chút xíu nữa cuối cùng thì với ra mắt được, đó là Bích Trâm, người cháu, cũng như là Vũ, mà hiện tại thì Kim Thúy đang phải nhờ để làm khán thính giả. Cho nên nếu mà mọi người vui ở ngoài, mọi người bỏ Linh, chị Linh cho quá trời tim kìa, chào chị Huyền Linh, thì xin cầu cho linh hồn những người cha đã qua đời được sớm hưởng nham Thánh Chúa. Giây phút này đây chắc các ngài cũng đang lắng nghe, đặc biệt là ông ngoại, ba ông ngoại, ông nội, ba của Thúy đang lắng nghe các cháu. Mà đó là cái mà ba thích nhất. Ba thích ngồi mỗi lần mà các cháu hát là ông hay ngồi và ông nhắm mắt, ông lắc cái đầu. Ông nhắm mắt lại, ông lắc cái đầu, ông cười. Ngày hôm nay thì một năm qua đi rồi. Thôi thì phải hát không, thôi thì khóc đó. Nói đến ba là khóc à. Mặc dù là một năm rồi nhưng mà ngày nào cũng là ngày dỗ ba cả. Vẫn luôn đồng hành với ba. Là cái thánh giá này chào Lê ơi, hôm nay hít nhớ nè, vẫn phải đeo mang ba thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục với bài hát. Chị Diễm gửi quá trời ấy kìa con. Chị Diễm gửi quá trời tim lên kìa. Thả tim cho các cháu nhiều nha. Cảm ơn cô Thu nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Bài kế tiếp là bài gì Tú? Tú phải nói lớn lên nha. Tú muốn bài gì? Lời thiêng. Lời thiêng của ai? Xuân Tưởng. Ôi trời ơi, sao mà đọc rõ ràng thế. Cảm ơn Tú nha. Đúng rồi đó, mình làm MC là mình phải nói cho rõ. Không thôi ở ngoài mọi người không có nghe rõ được cái tiếng của mình đâu. Chúng ta sẽ đi bài hát Lời Thiêng của Xuân Tưởng. Như một lời dâng lên cho Thiên Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria và Thánh cả Giuse, để như một gương gia đình Nazareth. Xin cho chúng con cũng vậy nữa, trong một gia đình có bố, có mẹ, có các con, và trên nữa đó là có ông, các bà. Tổ tiên phải có ông, bà, cha mẹ thì mới có mình, đúng không con? Cho nên là chúng ta phải có lòng hiếu thảo, phải nhớ đến khi ông bà qua đời, cũng như phải hiếu thảo với bố mẹ, phải biết vâng lời. Tú có vâng lời ba không nào? Dạ. Có khi nào mà Tú không vâng lời không? Dạ. Dạ là dạ có hay dạ không nào? Dạ có. Thì mỗi lần sau vậy thì Tú nói làm sao với ba? Con xin lỗi ba. Đúng rồi, con phải xin lỗi ba và con sẽ cố gắng sao? Nghe lời ba. Con sẽ cố gắng nghe lời ba. Anh này, anh đang nhìn vào trong cái phone này, anh đang nhìn tim nhiều quá cho nên anh cứ lo nhìn vào đây, anh chẳng chịu nhìn Bắc Châu. Mỗi lần Tú nói, Tú phải nhìn lên đó, Tú tưởng tượng đó, ba Thiện ở trong đó đó. Ok. Là Tú nói hôm đó là I love you. You. Nói đi, tôi với ba đi. I love you. Who? Ba. Ba Thiện, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi với bài hát Lời Thiêng của Xuân Tưởng. Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay phút về nơi nhan Chúa lương thân,
và uống no say tin yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh cùng Chúa con không lo chi đường dài. Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi, cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa giúp trong hồn. Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, như lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn, Ngài như vẫn còn theo bước con đêm ngày. Một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời, để sống trăm năm cho riêng tình Ngài. Bàn tay con nâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi, cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa giữ trong hồn. Yes, good job kid. Tụi con giỏi lắm. Đã lâu lắm rồi, từ một năm Covid rồi thưa mọi người. Một năm rồi tụi Thúy ca đoàn Thiên Thần không có được sinh hoạt. Cho nên là ca đoàn Thiên Thần của Thúy ngày xưa là hồi đó EV còn mới có 13, 15. Bây giờ thì đã lớn hết rồi, học xong luôn rồi. Cho nên là bây giờ mà xong Covid mà lặp lại, chắc các Thiên Thần này già hết rồi, có cánh bay hết rồi. Cho nên là rất là vui ngày hôm nay các cháu có cơ hội để ôn lại những cái bài hát mà cái phần hòa âm này là do của bác Thanh Lâm, của nhà cố nhạc sĩ Đoàn Thanh Lâm, cũng là người thầy, người bác, người anh của Kim Thúy cũng như của các cháu ở đây. Đó, và thật sự là 10 năm các cháu đã theo bác Lâm với ca đoàn. Nhưng bây giờ bác về với Chúa rồi. Trong giây phút này, mọi người cũng nhớ để cầu nguyện cho linh hồn du xe Đoàn Thanh Lâm. Và sắp tới ngày 23 này cũng là ngày giỗ của anh đấy. Kim Vy nhớ là mình nên uống nước nhớ nguồn đúng không con? Con có nhớ công cha, con đọc cái câu đó sao? Công cha như núi, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp bài hát Tình Yêu Của Chúa của tác giả Ngọc Linh. Đúng rồi, với phần hòa âm của bác gì con biết không?
Bác nào viết nhạc cho mình hát? Bác Thanh Lâm. Đúng rồi, bác Thanh Lâm. Bài hát Tình Yêu Của Chúa của tác giả Ngọc Linh. Xin mời mọi người cùng cảm nghiệm được tình yêu của Chúa. Nó cũng ngọt ngào, Thiên Chúa chính là người cha của chúng ta. Ngày hôm nay Happy Father's Day đúng là ngày để chúng ta có thể tôn vinh, ca ngợi người cha trên trời. Tình yêu của Chúa. Những trái tim, trời ơi, chú nhạc sĩ Phùng Minh Mẫn cho tụi con quá trời tim luôn. Cảm ơn chú Phùng Minh Mẫn nha.
Chú nói là hay quá đó. Chị Trần Rosa nói là hay lắm chị Thúy ơi. Và Linh nói là ba Thuyên con gửi cho tất cả mọi người nhà mình những trái tim nè. Ta vừa xa ba. Đây, cái bài thơ này là của bác Thuyên gửi cho tụi con nè, gửi cho mọi người chúng ta và nhất là gửi cho người cha đã qua đời. Anh Thuyên là người anh trai của Kim Thúy, người anh thứ ba. Chị Thứ đến sơ đi tu, sơ Huyền Thanh rồi đến anh Thuyên. Đây, Kim Thúy xin được đọc những lời thơ anh gửi qua. Ta vừa xa ba đã nhớ ba. Nhớ ba vì nỗi phải xa ba. Xa ba rồi để cho ba nhớ. Mà có xa ba mới nhớ ba. Cảm ơn anh. Một bài thơ với tựa đề Kim Thúy xin được đặt đó là Xa ba. Xa ba rồi ba xa. Một bài thơ rất là dễ thương. Cảm ơn anh Thuyên nhiều nha. Anh Thuyên nhà Thúy thì có cái tài là xuất khẩu thành thơ. Thúy thì dở lắm. Một câu thơ, một chữ, một nốt bẻ ra cũng mãi hoài cũng không xong được hết. Cho nên không bao giờ sáng tác, cũng không bao giờ đọc làm được thơ. Bài hát kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục. Tú, bài này có phải là bài favorite của Tú không? Dạ. Bài gì đây Tú nói lớn? Trái tim Chúa. Của ai? Con nói đi. Của ai là Francisco? Của ai là Francisco? Con nói là của tác giả Francisco. Con nói đi. Của tác giả. Của tác giả Francisco. Xin mọi người cùng nghe. Đúng rồi, giỏi quá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Tìm Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như nỗi hồng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Sống vui là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mọi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say mến hồng mong. Là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tia ca, gọi lòng con mau bước về nhà. Trái tim hồ Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi luôn để yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban, dạy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son, tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao biết thứ tha nhiều, cùng Chúa đi và niềm vui chung với mọi người. Trái tim hồng thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời hiểu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời hiểu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình thiên Chúa. We survive. Thật sự là cái này là đi trong ơn Chúa Thánh Thần. Tụi các cháu không bao giờ mà có giờ để mà dợt hết. Mỗi lần mà làm livestream là một thật sự Kim Thúy mong là mọi người hiểu là tụi nhỏ nó không có thích đàn như vậy đâu, nhưng mà cái này là vì tình thương yêu. Kim Thúy rất là hiểu là vì thương yêu hết tất cả mọi người, cho nên xin dâng hết tất cả những gì khả năng mà Chúa ban để chúng ta có thể cảm tạ Chúa. Và cũng trong tâm tình đó, bài hát mà Kim Thúy muốn gửi đến mọi người mà ông ngoại là thích lắm luôn á, ông ngoại rất là thích luôn, đó là bài gì Tú? Tôi biết bài gì không? Cảm tạ Chúa. Ừ, thường thường ông ngoại hay hát làm sao nào? Ông ngoại nói làm sao? Muôn đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Ông ngoại hay hát làm sao? Ông ngoại hát chứ không phải là ông ngoại đọc. Ông ngoại hát làm sao nào? Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Yeah, nhớ không? Ông ngoại chuyên, ông nội hay hát như vậy đúng không? Yeah. Từ bé Tú cũng đã được nghe ông nội hát như vậy. Bây giờ mình sẽ cùng nhau mình hát bài này để tạ ơn Chúa, là với cái ý chỉ là Chúa đã ban cho mọi người được khỏe mạnh, đã ban cho Ý Vân được ra trường, và cũng đặc biệt nữa là cho Châu Thúy được 29, ngày 27 này sẽ là 29 năm thành hôn, để tạ ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho gia đình chúng con. Và Happy Father's Day đến tất cả mọi người, Chúa đã ban cho chúng con có những người cha rất là dễ thương. Bây giờ xin mọi người chúng ta cùng hát nha. Bài này dễ lắm cho nên là ý vì đàn thôi, và mọi người chúng ta hát nha. Tụi con có giấy chưa? Cảm tạ Chúa. Có chưa? Chưa có hả? Chị Tí có không? Chị Tí cho mượn. Chị Tí vô luôn đi Tí. Mình còn phải đi bài Eagle Wings trước chứ đã. Không? Ok, let's do the other song first. Eagle Wings trước rồi bài này là sẽ bài kết, mọi người sẽ vô ha. Chúng em còn một bài nữa mà em quên, tụi nhỏ nó tiếng Anh gian á. Tụi nhỏ tiếng Anh gian á. Ok, bài hát On Eagle Wings, trên tiếng Việt dịch là Trên Đôi Cánh Phượng Hoàng. Lời Việt của Phạm Tất Hanh, của Michael John Cass. Wow, bài này rất là hay, một bài nổi tiếng. Khi mà hát lên thì chắc chắn mọi người cũng biết. Ca đoàn của Thúy thì lâu lắm rồi cũng có hát một lần. Mình sẽ đi như thế nào? Mình sẽ đi verse 1. Kids nè, nghe má nói nè. Mình sẽ đi verse 1 tiếng Mỹ, tiếng Anh. And then verse 2 we go for tiếng Việt. Ha. Huh? Go back to refrains, and then câu số 4 mình skip câu số 3. Mình đi câu số 4 là tiếng Mỹ. And then we come back to refrain and then jump back to coda. You see? Thấy chưa? Rồi. Chị Vi sẽ là người đàn cho chúng ta để mọi người cùng hát. Tôi muốn tôi ngồi đây. Muốn hát chung với bác Thí rồi đưa phone. Anh phải kéo cái kia lại cho tụi nhỏ nó hát ha. Hát lớn lên nha. Because I need your help. Bác Thí.
Bài hát cũng với ý nghĩa là phó thác cuộc đời của chúng ta, nhất là trong thời gian này đại dịch rất là nhiều đang bùng phát ở Việt Nam. Kim Thúy xin được giây phút này đây gửi đến tất cả mọi người thân thương ở Việt Nam lời cầu chúc được bình an từ Chúa Kitô. Và như ngày bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa nói là chúng ta phải tín thác, mặc dù Chúa nằm ngủ yên đó. Các tông đồ vì yếu lòng tin quá cho nên lo lắng. Cho nên Kim Thúy cũng mong là chúng ta qua bài phúc âm ngày hôm nay, chuyên ngày Chủ nhật, chúng ta cũng sẽ học được cái sự phó thác tín trung nơi Chúa. Như ở ngoài, chúng hãy tái tập ở ngoài mà nhìn vào trong thuyền. Mặc dù nhìn thấy Chúa, nhìn thấy sóng gió đang lớn nhưng Chúa vẫn ngủ. Xin cho chúng con luôn bình an trong những biến cố của cuộc đời, dù có đau thương, khốn khó như thế nào nữa. Và bài hát cảm tạ Chúa để giúp chúng con luôn luôn cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin mời Trâm ơi, vô đây nè. Anh Châu, anh xét ra ngoài hết đi nha. Anh xét ra ngoài rồi mình vô trong này mình hát bài cảm tạ Chúa, một bài kết thúc đến tất cả mọi người. Chúc mọi người mà vừa rồi có những giây phút thật là vui. Kim Thúy nghĩ là vậy, để em Thúy đọc trong khi chờ đợi anh Châu vô đây. Cô Tâm Thích nói là cảm ơn Thúy và các cháu đã gửi đến niềm vui và thánh thiện. Chú Bạch Đỗ cũng đang coi. Cô Thái Xuân, cô Xuân nói beautiful, God blessing you all. Cô Trà Lê nói nè. Nó đọc thử coi, tôi biết đọc không nè. Nói sao nè. Ca sĩ Nhi Bảo Tú hát hay quá. Cô nói sao? Con cảm ơn cô. Cô Trà Lê. Cô Trà Lê. Cảm ơn cô. Và bây giờ mời anh Châu vô trong này ha. Chúng ta cùng hát bài cảm tạ Chúa cũng như là gửi đến mọi người lời chúc bình an. Ready? Okay. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Bằng tình thương Chúa.
lạy Chúa nhân từ, xin giơ tay luôn bên đỡ. Người giữ con yên hàn, vui sống trên thế trần, nguyện mến yêu thành tâm, mong ngày hướng thiên đàng vinh quang. Đến muôn đời con cảm tạ nữa. Kim Thúy xin cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi livestream ca nguyện của Kim Thúy. Gia đình gồm có các cháu, có khách mời, đó là cháu Bích Trâm đại diện cho tất cả các cháu ở Việt Nam, và xin được nói lời chúc mừng đến tất cả những người cha trong ngày Happy Father's Day. Cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Phêrô ba của Kim Thúy ngày hôm nay là đúng đầy năm. Gia đình đã dâng lời cầu nguyện và nhất là dành cái giây phút này với những bài hát này để cho ông ngoại, ông nội cũng như ba của con lắng nghe. Ba an tâm, chúng con, các con, các cháu luôn nhớ ba trong lời cầu nguyện. Không phải chỉ đến ngày giỗ chúng con mới nhớ, nhưng mỗi giây phút, mỗi ngày chúng con đều muốn ba đồng hành với chúng con. Và ba vui đi vì chúng con luôn luôn nhớ đến ba trong lời cầu nguyện. Xin Chúa thương sớm đưa ba về hưởng nhan Thánh Chúa. Con yêu ba nhiều lắm. Ba là người bố tuyệt vời. Con thương ba. Và bây giờ các con, tụi con sẽ, mình sẽ nói Happy Father's Day nha. Ready? 2, 3. Happy Father's Day. Ok, xin chào mọi người. Shalom, xin bình an đến với mọi người nhé. Chúc một ngày cuối tuần vui vẻ.